hàng loạt robot từ robot đá bóng đến robot hình người đã xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo ở Geneva, Thụy Sĩ. Những sản phẩm robot mang đến hội nghị đã cho thấy nhiều cách mà công nghệ có thể cải thiện và thậm chí là biến đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Những robot chi giả có độ linh hoạt cao, robot hỗ trợ người khiếm thị đi lại trên phố hay chó robot làm bạn đồng hành với con người chỉ là một vài trong số rất nhiều ứng dụng công nghệ được mang đến hội nghị lần này. Hầu hết các sản phẩm đều hướng đến tính ứng dụng cao, phục vụ đời sống hàng ngày của con người. Đây là những ứng dụng rất thường ngày. Đôi khi chúng ta nghĩ về AI là một cái gì đó to tát, rộng lớn. Nhưng thực tế, những công nghệ này có thể được ứng vào rất nhiều thứ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng có thể khai thác tốt công nghệ này. Một xu hướng thấy rõ tại hội nghị toàn cầu về AI là các robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng trở nên phổ biến. Những robot này có thể trò chuyện và bầu bạn với con người, thậm chí hỗ trợ con người trong nhiều công việc nếu được kiểm soát đúng cách. Bạn có nghĩ rằng robot sẽ thống trị thế giới không? Mục đích của tôi là hỗ trợ và giúp cuộc sống của con người dễ dàng hơn, chứ không phải thống trị họ. Hãy tập trung vào tác động tích cực của công nghệ thay vì những viễn cảnh tiêu cực. Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về AI do chính phủ Thụy Sĩ và Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU thuộc Liên Hợp Quốc đồng tổ chức, phối hợp với 40 cơ quan của Liên Hợp Quốc. Sự kiện này nhằm mục đích thúc đẩy AI vì các ưu tiên phát triển toàn cầu như y tế, khí hậu, bình đẳng giới, thịnh vượng toàn diện và cơ sở hạ tầng bền vững.